Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lát TV. Thưa các bạn, trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái mẹo chữa đau lưng từ cây lược vàng. Nếu nhắc đến cây lược vàng thì không còn quá xa lạ đối với các bạn đúng không ạ? Cây lược vàng này được sử dụng để trồng làm cảnh ở các hộ gia đình rất là phổ biến. Và ngoài ra thì cây lược vàng còn là một vị thuốc nam chữa bệnh rất là hiệu quả. Ở trong clip này mình sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể cách sử dụng cây lược vàng trong điều trị bệnh đau lưng. Việc đầu tiên các bạn phải chuẩn bị đó là 200g thân và lá của cây lược vàng. Sau đó các bạn rửa sạch, đun với 2 ly nước. Các bạn đun sôi để nguội và uống thay nước lọc hàng ngày. Thì với cách dùng cái cây lược vàng như này thì nó rất là đơn giản. Không những đơn giản mà nó còn hiệu quả đấy các bạn ạ. Thì mình cũng chia sẻ cho những cái bệnh nhân của mình cũng về sử dụng cái cây lược vàng này uống hàng ngày và cho cái kết quả rất là tốt. Chính vì vậy mà hôm nay mình làm clip này chia sẻ với các bạn về cái tác dụng chữa đau lưng của cây lược vàng. Hy vọng qua cái clip này sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong việc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu trong gia đình của các bạn. Nếu thấy clip của mình hay hữu ích thì vui lòng chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng cùng biết và không quên ủng hộ mình bằng nút like, một nút đăng ký kênh nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.